Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo liên quan vấn đề tờ Vision Time nói rằng có ba yếu tố khiến dòng tiền của tàu cộng chảy ra ngoài quốc chưa từng có suốt mấy chục năm nay. Cuộc chiến tranh của Nga và Ukraine làm cho cục dự trữ liên bang của Hoa Kỳ tăng lãi suất. Rồi làm cho nước Nga giờ này dầu lửa sản xuất không ai mua. Có rất nhiều nguồn tin cho biết mấy ngày hôm nay giá xăng có vẻ xuống. Có phải tại vì ông Joe Biden giỏi không? Không Bởi vì giá dầu bây giờ vẫn 102 đồng một thùng Nếu ông Joe Biden mà giỏi Ông phải làm dầu xuống lại còn có 30 đô la Như là thời ông Donald Trump Ngày 21 tháng Giêng năm 2021 Ông Joe Biden bước vào tòa bạch cung Giá dầu hỏa chỉ có 30 đô la Một tuần sau lên đến 40 đô la Một tháng sau lên đến 55 đô la 6 tháng sau lên đến 86 đô la Rồi lên đến 120, 130 Giờ này xuống lại 104 đô la Thì không phải là Joe Biden Cũng như là bảo Joe Biden bảo là Nó giá tăng nó xăng là vì vấn đề cuộc chiến ở Ukraine Không phải Ông ta lên tòa bà, vào tòa bạch cung vào ngày 21 tháng Giêng năm 2021 Lúc bây giờ chưa có chiến tranh Chiến tranh của Nga mới có ngày 24 tháng 2 sau hai ngày của hội Olympic mùa đông của tập cầm bình chấm dứt, tức là một năm sau khi Joe Biden đi vào tòa bạch cung. cho nên những cái sự mà nói rằng giá xăng tăng là do vấn đề của Putin là nói láo lươn lẹo xảo quyệt. Thế thì theo như tờ The Washington cho biết rằng hiện nay cái chính sách phong tỏa trừng phạt kinh tế vì vấn đề Covid-19 đã khiến cho các nhà đầu tư lo ngại và họ từ từ họ trốn ra khỏi tàu cộng. Chiến tranh Nga-Ukraine và việc tăng lãi suất. Bởi vì quý vị biết rằng là trong cuộc họp tuần vừa rồi, cơ quan dự trữ liên bang của Mỹ sẽ tăng lên đến thêm một nửa bách phân. Để nhất toàn cao nguyệt, Tăng 0.25 tức là 1 phần 4 bách phân 1 phần 4 phân lại Đến đề nhị Tam có Nguyệt Họ sẽ tăng thêm 1 nửa bách phân 0.5 Phần trăm Có nghĩa là nửa Phân về lãi suất Vì thế cho nên Tàu cộng bây giờ cũng đang sinh vĩnh thêm như đài truyền hình GCNN nói Giới đầu tư ở bên tàu đang tháo chạy khỏi tàu cộng trên quy mô chưa từng có là vì họ chúng nó biết là cộng sản bây giờ là chợ chiều tôi nhắc lại nhé chúng ta dù không biết chính trị cũng đều thấy rằng cộng sản bây giờ đang là chợ chiều cho nên nó phải tìm đường tháo chạy để đâm của một là đến Hoa Kỳ hai là đến các quốc gia không ai để ý để nó sinh sống nó an thưởng tuổi già. Đấy như là nhiều tin tôi đã nói trước. rằng trạch dân gia đình của nó không nó có 500 tỷ luôn la Nó chỉ bỏ Hoa Kỳ chừng là 100 tỷ rồi nó bỏ bên Âu Châu, nó bỏ bên Châu Phi. Nó bỏ bên Trung Đông, Saudi Arabia, nó bỏ UAE, Dubai, Abu Dhabi. Là cái nơi của Hồi giáo người ta trung lập. Và vì người ta bỏ tàu ra đi nhiều quá Đem theo đô la nhiều quá Cho nên tàu bây giờ đang khủng hoảng về tài tránh Và tàu cộng bây giờ không còn là cái nơi hấp dẫn Cho chính dân tàu ở Bắc Kinh chứ không phải cho thế giới Thế giới từ lâu nay chúng nó bỏ tiền đấy Bằng chính là Nga quý vị thấy không Putin nó có bỏ tiền là tàu cộng đâu Thế giới chửi Mỹ nói mỹ là độc tài nói mỹ là tư bản nói mỹ là đế quốc nhưng mà thế giới đều đem tiền gửi vào mỹ ngay cả những nước cộng sản nghèo đói như hun sen nó cũng đem tiền qua bên hoa kỳ nó mua nhà cộng sản lào nghèo như vậy nhưng mà những cái tên đầu nậu nó hối lộ tham nhũng nó cũng đưa ra tiền cho vợ lớn vợ bé nó qua hoa kỳ để nó mua nhà chứ nó không mua nhà bên bắc kinh Hun Sen đâu có bỏ tiền qua bên Bắc Hàn để mua nhà đâu. Không bỏ tiền qua Cuba, không bỏ tiền qua Venezuela, không bỏ tiền qua Bắc Kinh. Bỏ tiền vào Hoa Kỳ, bỏ tiền vào nước Pháp, bỏ tiền vào nước Anh để mua nhà, mua cửa và đầu tư. Và đó là lý do tại sao mà Putin và đàn em nó bị cấm 600 tỷ đô la ở bên Anh Quốc. Thủ tướng Boris Johnson tuyên bố rồi đây sẽ dùng tiền đó để mà viện trợ cho Ukraine Cho nên bây giờ Cộng sản đau như hoạn Âu Châu quý vị nhớ Phần Lan và Thụy Điển là những quốc gia trung lập từ lâu nay Mà giờ này đang năn nỉ để vào NATO Belarus cũng vào NATO Romania cũng vào NATO Hiện nay NATO nó có 30 quốc gia và người ta sẽ gia tăng thêm hai quốc gia là 31, 32 là Phần Lan và Thụy Điển. Đó là cái lý do mà Putin lâu nay đau đầu. Putin không muốn NATO nó bành trướng. Cho nên nó bảo không muốn cho Ukraine tham gia vào NATO. Và nó nói rằng Ukraine phải là trung lập. Câu số 1. Ukraine phải giải giới, không còn quân đội như là Đại Hàn, à, như là Nhật Bản. Câu số 3. Câu số 3. Ukraine phải công nhận cái vùng Crimea mà nó chiếm được từ 2014 đến bây giờ không được bàn đến. Thế thì câu nói đó thì hợp lý cho những người giàu, cho những người mạnh. Bởi vì lý của kẻ mạnh bao giờ cũng thắng. Mà Putin giờ này là một tên bệnh hoạn. Cá nhân nó giờ này đang run tay run chân. Tiền bạc thì hết, của cái thì không. Ngay cả con vợ bé nhỏ bé giờ này cũng sắp bỏ nó ra đi kiếm thằng khác. Thì tôi hỏi quý vị làm sao mà có thể nói chuyện nghênh ngang với đời nếu Putin là một con người mà còn có được một chút thọ một chút thông minh giờ này xin đầu hàng em xin đầu hàng rút quân ra khỏi Ukraine và từ nay em sẽ không cải trốn nữa thì nó sẽ còn có con đường sống giờ này quý vị có thấy vương nghị của nước tàu có thấy tập cẩm bình lém phép nói rằng đài loan đấy đâu no, chúng nó giờ này chúng nó hiểu cái thân phận nghèo thân phận nhỏ bé của dân cộng sản rồi Quý vị bây giờ tìm một cái mạnh mẽ của Cộng sản cho tôi nghe đấy. Vì cái chỗ đó nó bây giờ này Kim Giang ngủ giờ này cũng không dám nay thử mai thử nữa Suốt 10 ngày nay im không dám nói cái chuyện thử nữa. Vì nó biết Cộng sản nó lấy cái chỗ sắp sửa xuống cống rồi Putin mà chết như bây giờ Thì làm sao mà Tập Cộng Bình vươn lên được Tập Cộng Bình xuống cống thì làm sao mà Hun Sen vươn lên được Làm sao mà Kim Giang Ún vươn lên được Cho nên đó là lý do tàu cộng bây giờ Nó vẫn muốn phải đi đường hai Và nó đã tìm ra một lối sống mà nó không biết làm sao Putin giờ này đang cái chỗ tình trạng sống dở chết dở Rút quân thì mất mặt Mà dấn thân thêm thì sẽ bị tan nát đời hoa đó là cái vấn đề thượng đấy trừng phạt của Putin. Ngay cả nước Ukraine giờ này có bao nhiêu tượng, nó đem nó sập hết. Chỉ còn mấy cái nước ngố rừng giờ này mới còn để tượng Stalin rồi mấy công trường Stalin, công trường Lenin. Toàn những cái thứ ngố rừng sọt rác cả. rồi thêm vào đó nữa thì thưa quý vị, cái báo cáo của cơ quan tiền tệ quốc tế cho biết tiền của tàu cộng đã rút ra nước ngoài sau cuộc tấn công Nga vào Ukraine bất thành. Đó. Và bây giờ họ thấy rằng Tàu Cộng không còn là một quốc gia cộng sản ngon lành nữa. Cho nên chính những cán ngố của Tàu Cộng đang dần dần bỏ tập Cẩm mình ra đi. Và đó là lý do mà tiền đô la của Mỹ ở Tàu Cộng chảy ra thế giới vô cùng tận. Nhất là những tháng gần đây không bao giờ mà dân chúng Tàu không rút đô la ra và không đem ra ngoại quốc trong vòng 4 ngày vừa qua đã có 35 tỷ nhân dân trái phiếu của tàu cộng đổi và bỏ đối với vấn đề đô la. Cũng giống như là nước Nga, tàu cộng đang gia tăng lãi suất để có thể lôi cuốn những người tàu có tiền dùng lại ở nước tàu và mua tiền tàu để mà có tiền lợi. Nhưng sự thật, theo lời tuyên bố của ông George Magnus, là một người chuyên viên kinh tế của London ở Đại học Oxford. Ông ta nói rằng là bây giờ tàu cộng có ngăn cản ngoại trừ công khai bắt nhốt những người có tiền. Còn nếu không, trong vòng 3 tháng nữa, tàu cộng sẽ không còn là một quốc gia như bây giờ mà sẽ giống như Putin bị phá sản. Vì còn một tuần nữa là Putin phải trả nợ 638 triệu đô la tiền lời cho ngân hàng thế giới Cho nên giờ này dầu hỏa của Nga cũng không còn bán được Tàu cộng bây giờ cũng không dám công khai mua Chỉ có lén lút mua để mà kiếm lời Ấn Độ giờ này cũng đang bị thế giới chửi Quý vị suốt 2 tuần vừa rồi Thủ tướng Boris Johnson đến thăm Bây giờ là đến lượt bà Chủ tịch Liên minh Âu Châu đến thăm nói rằng chú mày mà còn lạm quạng với Putin thì sẽ bị thế giới dùng bỏ. Ấn Độ cũng vẫn là một quốc gia nghèo, tuy rằng đông dân nó chỉ hơn tàu cộng một chút. Và đấy là một con đường mà Putin và thế giới đang phải lựa chọn. Để rồi quý vị sẽ thấy, rồi đây cái chủ thuyết quốc gia chủ nghĩa nó sẽ thắng không những ở trên Ukraine, ở trên toàn thế giới mà ngay cả ở vùng Đông Dương của chúng ta nữa. Và đến giây phút đó chúng ta thanh thang mở hội mà để mà vinh quang để hồi hương. Sống lại những ngày tháng thanh bình cũ để chúng ta được yêu thương nhau trong tình dân tình tự của dân tộc. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm được câu chuyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu và xin ơn trên phù hộ chúng ta.